Dạ thưa sư, xin sư nói về công đức của việc niệm ân đức Phật. Về cái này thì xin mời Đại Đức Tuệ Tường trả lời. Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Niệm ơn Đức Phật thưa quý vị. Bây giờ sư sẽ nói trước cái quy luật của niệm ơn Đức Phật ha, nghĩa là quy luật tột cùng á. Đầu tiên mình nói là phải mình nói cái tới cái quả báo hay là cái ân đức. Khi mà niệm ơn Đức Phật á, quả báo mà lớn nhất là gì? Thưa quý vị. Nếu mà quý vị gọi là thực hành đúng nha, thực hành đúng. Niệm ơn Đức Phật mà giống như trong Tam Tạng Pali và trong các chú giải, và đặc biệt là trong Visuddhimagga, tức là thành tịnh đạo đó, mà Đức Hành Tuệ có mở lớp thành tịnh đạo ở chùa An Lạc đó, vị tham gia đó, thì quý vị sẽ hiểu được cái nghĩa tột cùng đó, là niệm Đức Phật đó, là một đề mục có thiền Samatha, tức là thiền chỉ, giúp cho hành giả đạt cận định, đạt cận định và làm nền tảng để tu thiền tuệ, tức là vipassana. Tức là sao? Tức là nhờ một hành giả chuyên cần tu tập đề mục niệm ơn Đức Phật từ pháp hiệp thế thành pháp siêu thế, từ hạnh phúc thế gian chứng ngộ đạt được đạo và quả, hưởng được hưởng được, nghĩa là quả vị an lạc nhất, đó là chính là niết bàn, thưa quý vị. Đó là cái ân đức tột cùng. Còn ngoài ra niệm ơn Đức Phật á, nếu mà nói ra những cái ân đức á, những cái ân đức mà khác, thưa quý vị, còn nhiều, còn rất là nhiều. Thì giống như bài trong bài kinh Ngọn Cờ, thưa quý vị, Ngọn Cờ á, thì Ngài có dạy là với hàng cận sự rằng á, khi mà suy niệm á, và tán dương mà ân đức Phật á, thì khi đó là sợ hãi, hoảng hốt và trạng thái mà nổi da gà phát sinh, chúng sẽ hoàn toàn bị chế ngự. Đó, đó là trong bài kinh Ngọn Cờ nha, kinh Ngọn Cờ trong chính kinh. Rồi lại nữa, trong Minda Vấn Đạo á, thì Ngài Nagasena, Ngài nói là người Phật tử á, hàng đêm mà niệm ơn Đức Phật á, ở đây là mình phải hiểu luôn là không phải Đức Phật không, mà thậm chí là Đức Pháp, Đức Tăng, thì sẽ là người có luôn được cái tâm trí sáng suốt, không mê muội, tránh được mọi tai họa đến cho mình. Rồi quả báo mà đặc biệt niệm ơn Đức Phật á, thì trong chú giải có nói như vậy: hành giả tiến hành niệm ơn Đức Phật trong kiếp hiện tại chưa đắc thánh đạo thánh quả niết bàn, hành giả sẽ được hưởng những quả báo đặc biệt ngay trong kiếp hiện tại và nhiều kiếp vị lai như sau. Thứ nhất, được phần đông chúng sinh kính trọng. Thứ hai, thiện tâm trong sạch thanh tịnh. Thứ ba, khi sắp chết tâm bình tĩnh sáng suốt không mê muội, sau khi chết do thiện nghiệp này cho quả tái sanh làm người cao quý hoặc chư thiên cao quý. Thứ tư, tái sanh kiếp nào cũng thuộc hàng chúng sinh cao quý. Thứ năm, có sắc thân xinh đẹp đáng ngưỡng mộ. Thứ sáu, các bộ phận trong thân thể đều xinh đẹp đáng quý. Thứ bảy, có mùi thơm, thân có mùi thơm. Thứ tám, miệng có mùi thơm tỏa ra. Thứ chín, có trí tuệ nhiều. Thứ 10, có trí tuệ sâu sắc. Thứ 11, có trí tuệ sắc bén. Thứ 12, có trí tuệ nhanh nhẹn. Thứ 13, có trí tuệ phong phú. Thứ 14, có trí tuệ phi thường. Thứ 15, nói lời hay và lợi ích. Và thứ 16, kiếp vị lai có duyên lành gặp Đức Phật, lắng nghe chánh pháp dễ dàng, chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo thánh quả và niết bàn. Đó là những cái ân đức mà quả báo phát sanh từ niệm ơn Đức Phật, thưa quý vị. Trước khi kết thúc cái câu trả lời này á, thì sư có kể một cái câu chuyện pháp cú về cái cậu bé này để cho quý vị nghe rõ, để quý vị hiểu được cái quy luật niệm ơn Đức Phật thế nào ha. Thì cậu bé này được sanh trong một gia đình mà gọi là cha mẹ là người cận sư nam cận sư nữ thuần thành, thưa quý vị. Thì cậu bé này á, được cha mình dạy niệm ơn Đức Phật, có nghĩa là bé mà thì biết niệm à bút thô như gì vậy đó. Thì cậu bé này rất là hào hứng, rất là thích với cái điều đó, cho nên là khi cậu bé này lúc rảnh hay lúc bất cứ làm cái gì đó đều niệm niệm, có nghĩa là trở thành một cái gọi là thường nghiệp luôn, đúng không? Thì ngày hôm đó đó, cậu bé này đem đi chăn bò với cha của mình. Thì hôm đó đó là
cha của cậu bé bị lạc mấy con bò, buổi chiều đó, buổi chiều lạc mấy con bò, rồi xong cha cậu bé mới tìm tìm cả buổi chiều đó, rồi mới thấy đi vô thành luôn, tìm con bò. Nhưng mà lúc tìm thấy vị thì cậu bé là ở cái chỗ, mà cái gần nghĩa địa đó vị, nghĩa địa đó, thì mới chờ cha mình, rồi xong mình ngủ tiếp theo luôn. Ngay lúc cha mình đi giống như là cha nói là à, con ngồi đi chơi xíu nha, để cha đi tìm bò xong quay lại đó. Rồi xong thấy lâu, cha lâu quá cho nên ngủ luôn. Rồi người cha đi tìm con bò thì thấy nó trong thành, mà lúc mà tìm được con bò rồi muốn quay ra với cậu bé thì lúc đó là cổng thành thưa vị, buổi tối là đã đóng cửa rồi. À, thì cậu bé là ngủ thiếp đi luôn, nghĩa là mệt là ngủ thiếp đi luôn ở trong nghĩa địa. Thì đó là có hai con dạ xoa, nó mới lại, nó mới tính ăn thịt đó, nó mới vậy đó, khiêu khiêu cậu bé. Cậu bé với một quán tính như vậy, quán tính mà chị nói đã thường nghiệp đó, cậu bé mới niệm bút thô bút thô bút thô. Thì một con á, dạ xoa kia nó nghe như vậy, nó mới hiểu được, tại vì nó cũng có chính kiến như vậy, nó mới hiểu à, trời, cái này là đang niệm Đức Phật, cho nên là mình không không có nên ăn thịt cậu bé này, mà còn hộ trì cậu bé này nữa. Là rồi nó mới biến thành á, hai cái người, có nghĩa là dùng thần thông á, nó mới biến đi vô cùng vua, nó mới lấy cái đồ ăn đó ra, rồi nó chăm lo cậu bé, cho cậu bé giống như là cha mẹ vậy đó. Đó, rồi sáng hôm sau thì người cha ra rước cậu bé. Thì qua cái câu chuyện này mình mới hiểu được đó, làm Đức Phật đó, nếu mà đúng, mình niệm đúng và mình có giới đức, mình có chánh kiến thì nó mang lại kết quả cho mình phù hợp với 16 cái ân đức mà sư vừa trình bày. Và cũng kết thúc phần là câu hỏi này. Thưa quý vị, sẵn câu chuyện của Đại Đức Tuệ Tường thì sư nhắc lại cho quý vị nhớ một cái câu chuyện mà sư được nghe kể lại từ một vị hòa thượng. Đó là có một cái cô mà khi mà vào cái năm mà vượt biên thì cổ cũng đi vượt biên. Mà quý vị biết đi vượt biên thì một là con nuôi cá, hai là má nuôi con, ba mới là con nuôi má. Sống chết thì nó cũng khó nói lắm. Thì khi mà cổ đi như vậy thì cổ gặp hải tặc. Quý vị biết cái thân nữ mà gặp hải tặc thì thôi không còn gì để nói nữa. Nhưng mà cái này là gặp hải tặc Thái Lan. Thì trong cơn hoảng sợ cổ chắp tay cổ niệm Nam Mô Tát Xá. Cổ niệm trọn câu, cổ niệm liên tục như vậy thì có một thằng hải tặc khi mà nó nghe như thế thì nó rút lui, nó về. Thì nhờ như vậy là cổ thoát được cái nạn hải tặc, mà cổ đến từ cái đất Mỹ và sau này cổ kể lại. Thì nó có hai sự kiện, một là mai mốt mình có niệm Phật thì nhớ niệm danh hiệu quốc tế nghe, chứ còn niệm kiểu Việt Nam thì xin thưa gặp hải tặc Thái Lan không có biết tiếng Việt đâu ạ nha, hoặc là gặp miếng gặp này kia nhiều khi nó không biết tiếng Việt đâu, niệm niệm quốc tế câu Nam Mô Tát Xá là quốc tế đều biết hết nha chứ đừng. Đó, cái đó là cái lời khuyên nó hơi vui tí xíu. Cái thứ hai là loài làm người thì ai cũng có cái giây phút sa đọa. Nhưng mà với những ai mà đã từng có duyên với giáo pháp thì có đôi khi họ chỉ cần nghe một câu thôi, họ thức tỉnh cái con người thiện lương của họ và họ từ bỏ làm ác. Đó là một điều rất là vi diệu. Cũng có một anh, ảnh đột nhập vào nhà, ảnh thấy có cô gái nằm ngủ ở trong mùng, ảnh tính làm bậy rồi. Mà tự nhiên là ảnh nhìn lên trên, ảnh thấy cái bàn thờ Phật, ảnh hết hồn. Tự nhiên lúc ảnh ré, ảnh coi coi như là ảnh sợ, ảnh sợ, tại vì ảnh nhớ có một câu thôi, là trước khi làm gì cũng phải nhớ tới nghiệp và quả. Thì tự nhiên là ảnh sợ rồi, thế là ảnh đi về. Thì cái sự kiện mà mình niệm Phật nó đúng là nó sẽ giúp cho chúng ta thoát được rất nhiều những sự sợ hãi. Có đôi khi mà gặp cái người mà bệnh ngặt nghèo quá, hoặc là gặp cái người mà cận tử, sư nhắm mà họ cũng không có tu hành cái gì,
Thì cái duy nhất mà sư có thể làm là gì? Nhắc họ nương tựa Phật. Con đem cái mạng này con nương tựa Ngài. À, chứ còn ngoài ra thì không còn một cái phương pháp nào. Bởi vì khi người ta yếu đuối quá rồi thì lúc bây giờ cái tính là cái mạnh nhất. Còn đây là cái sự giải thích ở trong Thanh Tịnh Đạo phần tùy niệm Phật. Là khi một vị tỷ kheo chú tâm đến việc tưởng niệm đấng giác ngộ như vậy, vị ấy cung kính tôn trọng Đức Đại Sư, đạt đến sự viên mãn đức tin, chánh niệm, trí tuệ và công đức. Vị ấy có nhiều hạnh phúc và an lạc, chinh phục được sự sợ hãi, khủng bố. Vị ấy cảm giác như mình đang sống trước mặt đấng đạo sư. Thân xác vị ấy khi trú trong tưởng niệm những đức tính đặc biệt của Đức Phật trở thành đấng tôn trọng như một điện thờ Phật. Tâm vị ấy hướng về chư Phật. Khi gặp một cơ hội phạm giới, hành giả cảm thấy tàm quý, như thể đang đứng trước mặt đấng đạo sư. Dù cho hành giả không thâm nhập được gì cao siêu thì ít nhất cũng tiến đến một cảnh giới an lạc. Mình thờ Phật, mình thờ giống như là Ngài đang có ở trước mặt mình, thì có khi mình không dám làm bậy nha. Thì đó mới là cái phương pháp niệm Phật một cách đúng đắn. Thành ra ở đây mới nói là khi mà có cơ hội phạm giới mình cảm thấy tạm úy. Bởi vì sao? Bởi vì mình nhìn lên là mình thấy Phật, là tự nhiên là mình có sự hổ thẹn với tội lỗi, có sự ghê sợ với tội lỗi đó. Rồi cái việc niệm Phật lại giúp cho mình thoát khỏi những sự lo lắng sợ hãi. Thì đó là sự chia sẻ của các sư, và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.